Chào anh chị, hôm nay là ngày 9 tháng 5. Em cứ quay bình thường đi em. Em có hướng dẫn quay đôn chậu mai vàng nha. Nào giờ có nhưng mà không có quay mẫu cho anh chị coi được. Em này nào giờ em quay cái nào chưa? Đôn là chưa quay đúng không? Em này là chưa quay lần nào về cái đôn nha. Nó cũng mới đang học nghề đây. Mượn mấy người mà chưa có quay thì làm mẫu nó. Cái lưỡi dao này cũng mới 100% luôn nha. Chưa có. Có một số anh chị khi mua dao bên em chưa có xài mà la méo. Xài không được. Đổ lại, nhưng mà anh chị lưu ý cứ xài đi. Nếu mà không được là em đổi cái mới mà. Mắt thường nhìn không biết đâu, quay rồi mới biết. Đây là em này tên Di. Đây. Cái đôn này quay được 4 cô chậu 5 nha. Cái đôn mà cũng quay y nhanh cái chậu nha anh chị ơi. Đây em. Anh sẽ cho em nó mới quay cho mấy cái chậu đây. Em nó cũng mới học nghề cho nên là cái đôn này thì em nó chưa có quay lần nào. Rồi, tháo ra. Để kiếm cái con ốc tháo ra, nhưng cái này tại vì cái lưỡi dao này mới luôn. Đây cái lưỡi màu trắng là lưỡi cát của bên em nha. Hả? Gỡ ra con ốc ra. Kéo cái thẳng ra đài không sao. Cái này đâu kéo được chứ ốc mà. Dặn con ốc. Dặn ốc rồi mình lấy lưỡi cát ra chứ đâu có kéo như cái cần kia được em. Không á, lần đầu tiên quay mà. Cái này mình quay mẫu mà có người là lần đầu tiên quay vậy là người ta rất là thích luôn. Lưỡi cát là màu trắng nha, còn cái lưỡi kia là màu đen nha. Không, cái này quần lưỡi cát hả? Không sao, nó lắc quét hồ cốt lại. Tháo lưỡi cát ra. Cũng quay như cái chậu không có gì. Đó, đơn giản rồi. Kéo gáo nè. Đổ miếng hồ cốt đi. Cái này là đầu tiên là đổ vô miệng nha, rồi anh em là phải đổ miếng hồ cốt. Đổ hồ cốt lên cái mặt á. Để cho nó quay nó dễ. Này, xài máy không biết xài đâu. Đó, hồi này có anh hai. Hồi cốt á. Đúng rồi. Đổ lên cho cái mặt cá trong á, sau này lật lên nó láng phải không? Còn không đổ cũng được. Quét nữa tông ruột nó láng.
Em này chưa biết quay nha anh chị ơi, nhưng mà lát quay cũng vẫn được bình thường. Rồi quay, quay vòng vòng. Đây là đôn chân bàn của cái đôn của chậu 4 mai vàng nha, 4 và 5. Nãy giờ nghe điện thoại. Đây là đôn chân bàn nha anh chị, ý là đôn chân chậu mai vàng nha. Bảy tâm luôn á, kêu sáu tâm bán bảy tâm luôn đó. Nãy giờ nghe điện thoại. Nào giờ em quay cái đôn này là có quay lần nào chưa hay à? Dạ chưa. Ừ, nó đàng hoàng ha. Đây thằng em này là chưa quay đôn lần nào ha. Cắt đôn thì anh chị có thể lấy cái mẫu ở ngoài á, cắt chữ M cái gì cũng được. Này đi thêm nước cốt nữa là đẹp đi. Làm nhiều việc quá. Rồi em đổ hồ cốt à. Đâu cốt luôn không là quay thêm nước nữa. Cốt luôn. Dạ. Nên cốt luôn rồi. Rung hả? Có rung không? Hồi nào giờ em nó chưa quay cho nên em nó bị rung. Đây. Mặt em nói đây chưa có vợ nha. Dạ. Để em đóng cho. Cái đó hả? Có chậu cái đó. Quay cũng y như cái chậu kia thôi nhưng mà nó là cái đôn. Cái này là cái bộ dao này là đem về là quay luôn, không có dũa, không có gì hết nha anh chị. Đây là một nước cốt đầu tiên nha, chút xíu còn nữa.
lắc móc trong nó móc ra là lên chân. Thấy không, em này nào giờ chưa có quay đôn lần nào á, còn chậu đang học. Đây nó mới quay chậu đây. Cho nên là anh chị yên tâm với bộ dao của em nhìn méo gì chứ quay ra nó khác. Tại cái con số anh chị nhận hàng xong rồi nó là dao này sao méo, nó không có méo đâu, quay xong đi rồi nếu mà anh chị nói xài không được á em sẽ hoàn tiền lại. Nè, nó phải cong như vậy mới được chứ nếu mà nó ngay thì sao mà quay được. Dạ, ổng đang đọc quay chậu. Thôi như vậy đi. Đợi khô cái mình hốt. Thôi hốt miệng thì để cho nhờ ông bạn hốt giùm đi. Để làm mẫu chứ em nói nào giờ chưa có biết, để hư cái video ổn. Đó thằng em này đó chứ nè. Đây là mẫu tao bằng cái chân. Cái này là đôn của cái chậu 4 với chậu 5 nha anh chị. Giá của bộ đôn này có vài trăm ngàn thôi. Nó cũng bằng với giá chậu 6 với chậu 4 với chậu 5. Mà hai cái em tính giá con cái à. Bộ đôn này rất là dày. Thì khi mà anh chị bán người ta cũng bằng với giá chậu luôn. Mà đôn nhiều khi khó quay hơn nữa. Vậy thì tháo ra thôi. Thôi đâu em. Tháo được. Thôi. Hốt chân. Tôi mới mua cái thang, coi nữa có ai có xài lên cho tôi cho mượn nha. Thang nhôm á, rất là ngon luôn. Kỳ tại ở giờ quay đâu, quay mua bán khác à.